Xin chào các em, chào mừng các em đã đến với trang lời giải hay.com. Hôm nay, cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu và trả lời các câu hỏi của bài 20 Sự lớn lên và sinh sản của tế bào. Sách giáo khoa, khoa học tự nhiên lớp 6, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Chúng ta sẽ cùng nhau đi vào, tìm hiểu và trả lời các câu hỏi của mục 2 Sự sinh sản, phân chia của tế bào. Câu hỏi mục 2 trang 70. Quan sát hình 20.1 và 20.2. Trả lời các câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, khi nào tế bào phân chia? Câu hỏi thứ hai, cơ thể chúng ta gồm hàng tỷ tế bào được hình thành nhờ quá trình nào? Trả lời lần lượt cho từng câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, tế bào lớn lên đến một kích thước nhất định thì chúng sẽ tiến hành quá trình phân chia thành các tế bào con. Trả lời cho câu hỏi thứ hai, cơ thể ta gồm hàng tỷ tế bào được hình thành nhờ quá trình lớn lên và sinh sản của tế bào. Trên đây, cô và các em đã cùng nhau tìm hiểu xong các câu hỏi. Hẹn gặp các em ở những video tiếp theo.